À, mình chào quý anh em bà con cô bác nha. Hôm nay bên em làm con máy chốt con máy và cũng gần hoàn thành xong rồi con máy bằng Yamaha 374 cho chị Thu Sương ở cái đôi Giàm. Từ đôi Giàm chạy lên đây ủng hộ em con máy Yamaha 374. Đây là kênh YouTube của em 0918782120. Đây là sắp hoàn thành chứ chưa hoàn thành xong nha bà con. Nói chung là vậy, nói về dàn cầu thì cũng khá là hoàn chỉnh rồi đó. Này là đùi đặc 40 luôn nha, chứ không phải là mình lót cái trong nha. Này đùi đặc 40 luôn á, chứ không có lót ống 40 chứ mới 42 nha. Đùi cốt đặc luôn 40. Chân nền liền 6 ly. Chân nền liền luôn. Sau này sử dụng ống 42 và cốt lắp 20. Thì sử dụng cho bình nước ngọt và có lọc gác luôn, bình nước ngọt và chạy lọc gác nữa thì máy này biết nào hư. Hoàn thành khoảng được 80% nha bà con, và còn tiện cái chạy đăng nữa, chạy đăng gắn đây mình cân chữ T nó hoàn thành xong. Đây là máy dàn tang chân mã 3T 74 22 ngựa tua 3050. Chị Thu Sương đã lên con máy và chốt luôn. Cái này nó lục gác này. Này ống 42. Lắp này lắp 18, đặt 40. Ống này ống 34 luôn nha. Bán u. U dày 6 ly, dày 1m6. Bột này em xài 3m2. Máy thì đẹp càng xà beng à. Này chưa vệ sinh luôn, làm xong rồi mình vệ sinh luôn luận thể cho nó tiện. Nhưng mà 3T74 thì dòng 3T74 này nó ưu điểm nó là gọn nhẹ mạnh, còn nhược điểm của nó là chạy nó mau hư lắm nha, tại công suất lớn mà xi mi mỏng quá nó mau hư lắm, với lại dòng tua nó rung nữa. Nên em chơi đặt 40. Đặt 40 chân nền liền xì 6 ly thì trước khi bán em cũng nói với, trước rồi với anh chị đến đây xem máy rồi. Thì giờ dòng máy này tua nó cũng giật cung ghê lắm. Thì nhóm anh chị chơi được thì em làm. Thì anh chị cũng quyết tâm là chơi là lựa con này. Nói chung là chiều lòng khách hàng thôi, còn mình đây mua bán mình nó rõ ràng. Nào im thì mình nó im, nào dở thì nó dở. Dòng 74 thì em nói trước là dòng này ưu điểm là gọn nhẹ mạnh, nhược điểm là chạy nó mau hỏng mau hư, tại máy nhỏ công suất lớn là nó vậy á. Đòi hỏi trọn vẹn thì nó không có đâu, sát nhỏ mà công suất lớn, mạnh gọn nhẹ, cái chuyện ngon bổ khỏe thì không có đâu. Này còn chụp cái khối ly nữa là như hoàn thành xong. Con máy Yamaha 3T74 thì quý anh em bà con cô bác nào nhu cầu sử dụng thì cứ alo liên hệ em 0918782120. Để đặt con máy thì theo bà con mình sử dụng nha. Rồi, cảm ơn bà con.